Anh muốn phi ngay xa nhà em nên mình cũng cuốn quýt. Hai tự cả tay mình gấu tít. Tháo bộ răng và đi khỏi show vì anh muốn được hôn hít. Loài người giờ thật là toxic. Không phải thay mình cho một ai, công việc đó thật là vô ích. Cô đến giờ nó low key, họ thì muốn lôi ta vào showbiz. 42 cây trên giờ lao đến bên em như là Sonic. Baby, trông em kìa, ui xời. Gọn gàng, linh hoạt, không cần nuôi đổi. Hót mấy câu vù vang vơm khiến khối thằng phải đứng ngồi. Khe thì tâm vào tay cũng đủ khiến cho anh phải nở ngồi. Cho anh miên man thêm một chút rồi. For one night xin em thêm một phút rồi. Em sát điên ta lịch sau nhiều ngày lên hơi chơi con cút coi. Vậy đi đợi gì nữa, tới đây đi anh muốn được mút môi. Ơ kìa, như nào sao nhỉ? Sao lại có fall up nhau nhỉ? Xinh gái tinh quá thì thơm ăn cái. Đeo hiểu là yêu người từ bao giờ. Mà đeo hiểu là yêu bạn mình từ bao giờ. Mà yêu vào trong Stony cũng bất ngao nhờ. 420 A-chain anh founder. 420 A-chain anh founder. Ok như nào cũng được. Bọn mày nói cái đeo cũng được. Đấy có gì quan trọng nữa đâu. Đấy có gì quan trọng nữa đâu. Như nào cũng được. Bọn mày nói cái đeo cũng được. Có gì quan trọng nữa đâu. Đấy có gì quan trọng nữa đâu. Ra em vì như tranh đạo phong thái của một nhà lãnh đạo. Bây giờ thì ai mới là con ghế của anh nào. Phải tuột mấy chục triệu tiền anh mới lấy được niềm tin. Thôi cho anh vài lời khuyên đến fan anh nhất quyết anh không để ý. Baby vừa bước tới mang một liều thuốc mới cho anh vào phút cuối cho cuộc đời nhạt nhẽo này được thêm chút môi treo đeo vào lội xuống anh đã dự định ở đội dưới và bây giờ baby anh cũng muốn fit anh muốn phi ngay sang nhà em để mình cùng quên quýt baby baby anh cũng muốn fit anh muốn phi ngay sang nhà em để mình cùng quên quýt baby ok như nào cũng được bọn mày nói cái đáp cũng được đã có gì quan trọng nữa đâu. Nữa đâu như nào cũng được bọn mày nói cái đeo cũng được đấy có gì quan trọng nữa đâu đấy có gì quan trọng nữa đâu.